Nhà Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký và chương trình này được phát hình và phát thanh trên Facebook lẫn YouTube 5 giờ 30 giờ California tức là 7 giờ 30 giờ Houston Texas. Trân trọng cảm ơn tất cả khán thính giả đã chọn cái channel này làm cái đài và cái channel để quý vị theo dõi các bản tin hàng ngày cũng như các bài nói chuyện và phân tích của Phong trên tinh thần chủ quan hôm nay ngày thứ ba ngày 12 tây tháng 2 năm 2019 cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn phần bảo trợ của luật sư đi na nguyễn chuyên về luật di trú luật gia đình và luật thương mại nếu như quý vị có trường hợp trở ngại về di trú bảo lãnh cho gia đình hay là các cái diện qua mỹ bằng à, du học hay là tu nghiệp vân vân kể cả đầu tư thì quý vị cũng có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn hay trong gia đình quý vị và bản thân quý vị đang sắp sửa bị trục xuất, bị deport thì quý vị có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn, số điện thoại là 7146572425, 7146572425 và nhớ test cho luật sư Dina Nguyễn trước khi mà quý vị gọi, bởi vì nhiều khi quý vị gọi Dina đang ở trong tòa và không trả lời phone được. Bên cạnh đó là phần bảo trợ của Win Financial mùa thuế đã tới và ở Hoa Kỳ từ tháng Giêng đến giữa tháng Tư, 15 tới tháng 4 là cái mùa thuế ai cũng phải đóng thuế cả. Và nếu như quý vị có nhu cầu về thuế vụ, quý vị bị audit, quý vị có trở ngại với sở thuế hay quý vị muốn đòi hỏi cái quyền lợi nhiều nhất với sở thuế, quý vị có thể liên lạc với Win Financial. Số điện thoại là 714 888 5666. 714-888-5666. Ngoài ra Win Financial còn hỗ trợ cho quý vị để giúp quý vị vay tiền mua nhà. Nếu quý vị ở những tiểu bang xa mà có nhu cầu muốn mua một căn nhà, muốn an cư lạc nghiệp thì liên lạc với Win Financial 714-888-5666. 714-888-5666 Và đó là phần bảo trợ của những người bạn đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay và bây giờ thì chúng ta đi thẳng vào hai cái đề tài thường ngày của chúng ta. Đề tài thứ nhất, từ trước đến nay các bạn đã nghe rất là nhiều và tôi nói rất là nhiều về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đứng số 1 trên thế giới. Và từ mấy năm nay, nhiều cái nhận định cho rằng Trung Quốc với cái mức tăng trưởng kinh tế của họ lên 6 chấm mấy so với Hoa Kỳ 3 chấm mấy 4 chấm thì cái lộ trình này đi thêm một khoảng thời gian nữa thì Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trở thành một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Sự thật có phải như vậy không các bạn? Nếu mà chúng ta đo về dân số, Trung Quốc là hơn 1 tỷ 3 à, dân số, trong khi Hoa Kỳ chỉ hơn 300 triệu dân, tức là dân số của Trung Quốc gấp 5 lần, gần gấp 5 lần của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái à, lợi tức đầu người và khoảng cách giàu nghèo như thế nào? Khoảng cách giàu nghèo tại Trung Quốc khá lớn. Số người có tiền thì rất là ít so với số người mà nghèo sống dưới mức nghèo khó rất là nhiều. Ngược lại Hoa Kỳ thì số người mà có tiền được xem là giới thượng lưu giàu có cũng không nhiều, chỉ chiếm 1%. Nhưng mà 99% còn lại vẫn trên mức nghèo khó, chứ không phải là dưới mức nghèo khó. Và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ được xem là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và Trung Quốc rất là háo hức để có thể vượt qua mặt Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, nhưng sự thật có phải như vậy hay không các bạn? Đây là lời thú nhận của chính phía Trung Quốc trong cái bài báo mới nhất ngày hôm nay trên tờ South China Morning Post cho thấy là muốn đuổi kịp thì ít nhất bây giờ từ đây cho tới năm 2035 thì nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế số 1 trên thế giới. Các bạn nhìn thấy Hoa Kỳ vẫn là một trong những nền kinh tế super power tức là quyền lực nhất thế giới cho tới năm 2035 và một cái tổ chức chiến lược của chính quyền Trung Quốc đã phải thú nhận điều này. À, bản tin cho thấy là Hoa Kỳ vẫn là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới cho tới năm 2035 mặc dù Trung Quốc vai trò kinh tế của họ đã gia tăng và trở nên quan trọng hơn theo tường trình của một cái tổ chức tại Bắc Kinh nghiên cứu về nền kinh tế và tương lai của toàn cầu. À, bản tin cho biết là cái cái bản báo cáo này là của Development Research Center of State Council, tức là Hội đồng Nghiên cứu Phát triển của Trung Quốc đã à, không nói rõ, họ không có nói rõ về cái cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vạch ra những cái thấy cho cho thấy cái vai trò quyền lợi của Trung Quốc trong vòng hai thập niên tới và trong đó thì các bạn nhìn thấy là à, à, cái tổ chức này, cái tổ chức này là cái tổ chức luôn khẳng định là Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ là trở thành vị trí số 1 trên thế giới về kinh tế. Đó là cái tổ chức này đã tường thường đưa ra như vậy và à, trong và nó từng đưa ra rằng là à, Trung Quốc sẽ vượt qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới năm 2020. Nhưng bây giờ là các bạn thấy không có rồi. À, và trong cái bài báo cáo này cho thấy ok các bạn họ đưa ra những con số là theo tường trình của các tổ chức này thì nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn mạnh cho tới năm 2035 à, giữa lúc mà ông Tập Cận Bình à, trong cái à, cuộc phát biểu ở trước cái hội nghị của Quốc hội Trung Quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 10 tháng 10 2017 thì ông này đã nói là Trung Quốc sẽ biến thành một... À, À, nền kinh tế à, hiện đại nhất thế giới ok. Và bây giờ thì ông ta đã nhận được một cái sự thật Và trong cái bản báo cáo này có phỏng vấn rất là nhiều người Và những người này vẫn cho thấy rằng là à, Hoa Kỳ vẫn đứng số 1 trên thế giới Bên cạnh đó thì họ cũng nhắc lại Là Liên Hiệp Âu Châu và Nhật Bản cũng đã bị rớt hạng Trong đó Nhật Bản đã rớt từ hạng số 3 xuống hạng số 5 À, là một nền kinh tế lớn nhất cho tới năm 2035, trong khi Đức thì chỉ là một quốc gia duy nhất trong liên hiệp Âu châu còn nằm trong à bảy quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. À, mặc dù Hoa Kỳ à, vẫn là là nền kinh tế lớn nhưng mà có thể rằng là à, sẽ à, có có thể là Hoa Kỳ sẽ à, sẽ mất cho Asia hoặc Á châu trong năm 2035. Đó là cái nhận định của họ nha các bạn. Và đây các bạn nhìn thấy toàn bộ ở phước này là họ nhận định rõ ràng và đây là lời thú nhận từ chính quyền trung quốc từ cái tổ chức gọi là chiến lược thiên ok các bạn để giải thích cho mọi người rõ nền kinh tế lớn nhất trên thế giới à, một cách căn bản thôi và tổng quát thôi nó như thế nào tức là nền kinh tế đó nó phát triển đồng bộ nó phát triển đồng bộ từ ngành từ những cái ngành nhỏ cho tới những ngành lớn từ những ngành mà được xem là chủ lực của quốc gia cho tới những ngành mà được xem là nhẹ nhàng nhất thì nó phải được phát triển đồng bộ. Đó là cái nền kinh tế khỏe mạnh. Và thứ hai là cái mức mua bán của người dân. Hai cái điểm then chốt, tức là cái mức mà tiêu thụ của người dân thì nó sẽ thể hiện cái nền kinh tế quốc gia. Một nền kinh tế quốc gia khỏe mạnh thì cái sức mua bán và cái sức mà tiêu thụ của người dân nó sẽ mạnh mẽ và nó mạnh mẽ ở cái mức khỏe mạnh chứ không phải là ở cái mức chênh uh, lệch. Ví dụ, à, tôi lấy ví dụ đi ở Mỹ này ai cũng có thể có khả năng xài iPhone iPhone XS Max số 10 đó đúng chưa thì ai cũng có khả năng để có thể sử dụng cái phone này và mua cái phone này mà không có bị đè nặng bởi cái gánh nặng tài chính còn đó là cái gọi là đều đặn tất cả mọi người đều có thể sở hữu được và mua được một cách nhẹ nhàng hay là một chiếc xe ví dụ như các bạn đi ra một cái tiệm dealer xe tùy theo cái khả năng tài chính hàng tháng các bạn có thể trả được bao nhiêu các bạn vẫn có thể kiếm mua được một chiếc xe dù mới hay cũ thì nó là một thể hiện cho một cái nền kinh tế tốt còn ở những quốc gia như Trung Quốc thì cái mức độ giàu nghèo nó khoảng cách quá lớn những kẻ giàu có thì có thể và phung phí trong những chiếc xe mắc tiền và đắt tiền nhất thế giới trong khi những người nghèo thì không có lấy một chiếc xe đạp để đi và họ không thể mua được một chiếc xe hơi thì cái sự chênh lệch này nó sẽ làm cho nền kinh tế phát triển bị lệch lạc, không có đồng bộ. Và đó là lý do tại sao mà người ta khẳng định Hoa Kỳ hay là Liên Hiệp Âu Châu là những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới hay Nhật Bản. Lý do là vì người dân họ có khả năng tiêu thụ. Và cái lợi tức đầu người của người dân, tức là cái GDP đầu người của họ, nó có khả năng giúp cho họ có thể à, có thể mua mà, tiêu thụ một số những cái mặt hàng cần thiết cho đời sống hoặc là những cái xa xí phẩm mà người dân có nhu cầu so với Trung Quốc. Vì vậy tại sao thị trường Hoa Kỳ chỉ có hơn 300 triệu dân? So với Trung Quốc là 1 tỷ gần 1 tỷ tư. Thì các bạn thấy rõ là tại sao Trung Quốc vẫn không thể qua mặt Hoa Kỳ là một cái thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Bởi vì cái mức mà tiêu thụ ở Trung Quốc nó không bằng ở Hoa Kỳ. Từ giá cả cho tới cái mức mà người dân có khả năng tiêu thụ và cái giấc mơ của Tập Cận Bình muốn vượt qua mặt Trung Quốc, em muốn vượt qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới không phải dễ dàng. Đây chỉ là một cái nhận định à, chủ quan của cái tổ chức thiên tang, tức là một tổ chức chiến lược của chính quyền Bắc Kinh thôi. Mà họ còn thú nhận như vậy. Nhưng mà nhìn trên thực tế thì không phải là chỉ 2035 đâu các bạn. Mà nền kinh tế của Hoa Kỳ nó còn thống trị thế giới thêm nhiều năm nữa chứ không phải không. Lý do là ngoài cái thị trường tiêu thụ. Hoa Kỳ còn là một cái khả năng thị trường sáng tạo mà cái thị trường sáng tạo này nó đem về hàng năm cả tỷ đô la cho đất nước Hoa Kỳ. Nhờ cái sáng tạo, nhờ những cái bản quyền phát minh, nhờ những cái sản phẩm trí tuệ. Do đó, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó dựa trên những cái yếu tố căn bản này. Đương nhiên, nếu các bạn nhìn thì các bạn phải nhìn một cách chi tiết hơn ở những cái ngành ví dụ như ngành công nghiệp nặng tức là ngành xe hơi, ngành sản xuất những cái máy à, à, máy cày, máy cấy, mấy cái máy lớn đó nó gọi là nó, hay là đóng tàu vân vân thì nó thuộc về những cái ngành công nghiệp nặng. Rồi tới những cái ngành công nghiệp nhẹ tức là sản xuất những cái à, à, thiết bị, những cái máy thường dùng trong nhà các bạn. Rồi à, nhìn qua cái ngành freight tức là cái ngành vận chuyển của Hoa Kỳ, rồi ngành tài chánh, ngành địa ốc vân vân thì nó đánh giá ở nhiều ở nhiều ngành và đặc biệt là ngành năng lượng là một trong những cái ngành chủ lực tại Hoa Kỳ thì các bạn thấy là phải đánh giá toàn bộ như vậy thì đó là cái nền kinh tế khỏe mạnh thôi nhưng mà cái quan trọng nhất mà Hoa Kỳ tạo được cái môi trường mà tại sao mà Hoa Kỳ ngày hôm nay vẫn trở thành một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới mà Trung Quốc có muốn à, để thơ bồ vô chạy cũng không kịp với Hoa Kỳ đó là cái môi trường cái môi trường sinh sống của con người, cái môi trường đó là cái môi là cái điều then chốt nhất trong xã hội để giúp cho con người có niềm tin với lại xã hội và chính quyền thì lúc đó nó mới tạo được cái nền kinh tế khỏe mạnh và phát triển đều đặn và đồng bộ nhất. cái này Trung Quốc vĩnh viễn không có, tại vì ngay tại Trung Quốc người dân chưa bao giờ tin vào chính quyền, họ có thể làm ăn lợi dụng những quen biết trong cái hệ thống chính quyền để làm ăn nhưng biểu họ tin cái chính quyền đó thì họ không tin được ngược lại ở hoa kỳ thì khác người dân vẫn đặt niềm tin vào cái chính phủ cái cơ chế chính phủ bất kể tổng thống nào lên họ vẫn tin vào cái cơ chế chính phủ và họ có được cái sự bảo đảm an toàn tương đối cho đời sống của họ cái ví dụ như gửi tiền trong ngân hàng họ không sợ mất mát bậy bạ trừ khi mà họ đầu tư thì họ phải chấp nhận cái risk tức là chấp nhận cái sự phong hiểm ví dụ như là có tiền đi mua cổ phiếu hay đi mua trái phiếu thì cái sự lên xuống của thị trường cổ phiếu hay trái phiếu là cái đó là một cái sự phong hiểm họ chọn cái đó thì họ sẽ có cái nguy cơ mất tiền hay được nhiều hơn nhiều tiền hơn còn nếu như họ gửi tiền trong ngân hàng mà ngân hàng mà có cái sự bảo đảm từ phía chính phủ tức là cái FDIC cái cái bảo hiểm của chính phủ đó thì số tiền các bạn mất không có hầu hết là không có và đây là một trong những cái môi trường mà tôi nói là cái đó là cái điều then chốt nhất để cho cái nền kinh tế nó khỏe mạnh. Và thứ hai là cái hệ thống thống kiểm soát các cái uh, vật dụng và các cái phương tiện và các cái uh, sản phẩm một cách chặt chẽ ở Hoa Kỳ. Nó làm cho mọi người yên tâm khi sử dụng bất cứ một sản phẩm nào tại Hoa Kỳ. Ví dụ như là cái iPhone tôi nói, tại sao cái iPhone cũng là một cái iPhone ở Hoa Kỳ thì không có vấn đề gì mà cũng là sản xuất từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ. Apple đặt công xưởng của họ tại Trung Quốc mà. Nhưng tại sao nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì những cái phone đó không có vấn đề, trong khi cũng cái iPhone đó từ Trung Quốc mà đi qua quốc gia khác. Ví dụ như qua Việt Nam thì pin có thể nổ bất chợt hay là sẽ xảy ra tình trạng gọi là màn hình bị mất rồi hư hại. Cũng là cái iPhone. Là vì do cái cơ chế kiểm soát sản phẩm của Hoa Kỳ rất chặt chẽ và những cái quy định của họ rất rõ ràng. Do đó những cái sản phẩm nhập cản vào, dù là ở nước ngoài sản xuất nhập cản vào, thì phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc này của Hoa Kỳ. Chính vì những cái môi trường này, nó mới tạo ra cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ là cái nền kinh tế mà nước nào cũng muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Các bạn thấy nước nào mà xuất cản được qua Hoa Kỳ, thì mà càng nhiều, thì cái đời sống người dân càng thoải mái hơn. Tại vì cái số tiền mà ở Hoa Kỳ mà nhập cản mặt hàng của họ đó Nó vẫn cao hơn là họ bán tại quốc gia của họ Đây là một trong những cái mà tôi cho các bạn thấy Để Trung Quốc theo kịp Hoa Kỳ không phải dễ Tại vì tôi đã nói cái môi trường là cái quan trọng nhất Đó là cái điều then chốt Quan trọng nhất để mà cái nền kinh tế quốc gia Có thể phát triển mạnh và trở thành số một thế giới hay không Ngay cả Liên Hiệp Âu Châu 28 quốc gia gộp lại. 28 quốc gia, gần 30 quốc gia gộp lại. Nhưng mà vẫn không bằng thị trường Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Âu Châu vẫn có những cái luật lệ trói buộc. Và đặc biệt là cái ngạch thuế của họ đánh rất là cao. Cho mặt hàng nhập cản hay sản xuất tại nội địa cũng vậy. Ngay cả người đi làm cũng đóng thuế cao hơn bên Hoa Kỳ. Tại vì họ lấy cái cái tiền thuế đó, họ chờ, họ lo lại cái vấn đề y tế cho toàn bộ người dân. Đa phần các quốc gia Âu Châu đi theo hướng này thì các bạn thấy cả thị trường Âu Châu cũng không bằng thị trường Hoa Kỳ chỉ có 300 triệu dân là vì cái môi trường nó tạo ra tất cả mọi thứ và nó đẩy cái quốc gia trở thành số 1 trên thế giới là như vậy còn cái môi trường ở Trung Quốc thì nó không được như vậy thậm chí là nó còn đi ngược lại với lại cái cái xu thế của Hoa Kỳ nó đi ngược lại những cái xu thế đó cho nên họ có thể gồng gánh trở thành một nền kinh tế nhờ xuất cản nhiều nhưng mà cái ngôi vị đó dễ bị mất lắm các bạn. Một ngày nào đó Ấn Độ mà trỗi lên trở thành nền kinh tế mạnh thì họ sẽ qua mặt ngay Trung Quốc. Họ cũng có trên một tỷ dân. Họ cũng có trên một tỷ dân. Và bây giờ nhiều công ty, nhiều hãng xưởng đã bắt đầu đặt các cái công ty của họ tại Ấn Độ. Thì các bạn thấy cái vị thế của Trung Quốc nó không có vững chắc. Lý do tại sao không vững chắc là vì cái môi trường của họ cái môi trường họ không thay đổi thì không thể nào họ có thể trở thành nền kinh tế qua mặt được Hoa Kỳ. Do đó cái nhóm Think Tank ở Bắc Kinh họ đưa ra cái nhận định chủ quan và à, cho rằng là Hoa Kỳ chỉ giữ được ngôi vị này tới năm 2035. Cho tới năm 2035. Nhưng mà cái chủ quan của tôi thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái vị trí này thêm nhiều năm nữa có thể lên cả trăm năm nữa. Lý do là tại vì tôi nói bất cứ quốc gia nào mà tạo được cái môi trường giống như Hoa Kỳ thì họ có thể lên được qua mặt Hoa Kỳ. Còn cái môi trường họ còn những trói buộc, còn những cái lệch lạc hay là còn những cái khắc nghiệt thì dứt khoát họ không thể qua mặt được đất nước Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế. Các bạn thấy rất là rõ ràng. Nếu mà các bạn đầu tư ở bên Trung Quốc và các bạn đầu tư bên Hoa Kỳ thì cái mức tiền lợi nhuận của các bạn bên Hoa Kỳ nó lên chậm. Lắm nó không có nhanh còn Trung Quốc có thể là qua ngày hôm sau các bạn trở thành tỷ phú triệu phú liền nhưng mà rồi ngày kia thì các bạn có thể mất trắng tay đó là lỗi gamble tức là cái lối gọi tôi gọi là cờ bạc còn bên Hoa Kỳ thì nó rất là chậm nhưng cái chậm đó nó từ từ nó gia tăng cái tài sản của các bạn lên 5 năm, 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau Cái tài sản nó cứ từ từ nó tiến Và nó không có giảm nếu các bạn à, quản lý nó tốt, thì nó không có giảm. Thì các bạn thấy, vì cái môi trường này, nó làm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đứng số 1 trên thế giới. Trung Quốc có đuổi kịp cũng không đuổi kịp. Và đó là tôi chưa kể những cái vấn đề khác. Tôi chỉ nói về cái môi trường để mọi người đặt niềm tin lẫn nhau và chính phủ để cùng nhau phát triển xã hội thôi cái môi trường nói trung quốc đã không có rồi tôi chưa nói những vấn đề khác những vấn đề về cái quyền con người tức là cái nhân quyền mà các bạn nói rồi cái những cái sự trân trọng về những cái bản quyền phát minh rồi những cái đào tạo về giáo dục tức là đào tạo thêm nhân tài đào tạo thêm những cái người có sáng kiến và mở rộng cái môi trường cho phát triển những cái sáng kiến đó ra thì hoa kỳ họ tạo đủ hết do đó những cái này nó làm cho cái thị trường hoa kỳ nó trở nên là cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và người dân hoa kỳ cũng ý thức người dân hoa kỳ cũng rất là ý thức trong cái vấn đề mà tôn trọng cái sản phẩm à, trí tuệ của người ta do đó để có được cái nền kinh tế mà gọi là đứng đầu thế giới nó hội tụ nhiều điều kiện lắm các bạn không phải chỉ có con số qua mặt là có thể vượt lên hoa kỳ đâu tại con số mà nó nhảy lên ô oh, năm nay trung quốc kiếm được à, cả chục ngàn tỷ qua mặt hoa kỳ rồi con số đó chưa nói lên điều gì cả các bạn tại vì cái môi trường nó, nó quan trọng giữ được mà từ năm này qua năm khác mà suốt hơn nửa thế kỷ qua hoa kỳ vẫn đứng đầu thế giới để giữ được cái ngôi vị này không phải dễ dàng còn trung quốc bây giờ có 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 háo thắng có muốn gồng mình lên để đẩy những con số qua mặt Hoa Kỳ ví dụ như Hoa Kỳ năm nay tổng số thu được 50.000 tỷ Trung Quốc được 60.000 tỷ là Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ rồi thành à, nền kinh tế lớn nhất thế giới rồi nhưng mà được một năm cái năm sau nó tuột hạ năm sau nó tuột hạ thì cũng vậy thôi nó không được giữ lâu dài nó chỉ là nhất thời để lấy le thôi còn Hoa Kỳ cái nền kinh tế tôi nói họ có một cái nền tảng vững chắc cái nền tảng đó bắt nguồn từ cái cơ chế xã hội và nó thúc đẩy cái xã hội phát triển đều đặn tất cả các ngành nghề và nhờ cái sự phát triển đều đặn này mà nó giúp cho Hoa Kỳ vẫn trỗi lên trở thành nền kinh tế số 1 trên thế giới trong khi nếu như cùng một lượt các bạn còn nhớ cái cái năm 2008 khi mà Hoa Kỳ bị rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế là các bạn biết việc làm kiếm không ra thất nghiệp năm 2009 lên tới 9%. Mặc dù ngày hôm nay thì tới thời Tổng thống Trump thì nó xuống tới 3.7% rồi. Các bạn thấy trong vòng võng vẹn chưa đầy khoảng 10 năm thì nền kinh tế Hoa Kỳ đã thay thay màu sắc rồi và đã khởi sắc rất là tốt rồi. 10 năm thôi các bạn. Trong khi bây giờ cũng trên bài tờ sau China Morning Post cho thấy việc làm ở Trung Quốc đã bắt đầu mất và thị trường thất nghiệp bắt đầu tăng ở Trung Quốc thì cái hệ quả của Trung Quốc sẽ như thế nào đây các bạn. Ok. Đây là một trong những cái bản tin mới nhất của của tờ Sao cho năm luôn nè. Các bạn thấy là cái nền kinh tế của Trung Quốc mất và có thể sẽ có tình trạng là các công nhân của các công xưởng bị sa thải. Thì đây là bản tin cho thấy là các bạn thấy là đây là một cái bài phân tích khá dài cho thấy là nền kinh tế của Trung Quốc đã bị chậm lại và sẽ có tình trạng sa thải hàng có thể hàng trăm ngàn công nhân ra khỏi các cái công xưởng tại vì thứ nhất là xuất cảng bị giới hạn. Thứ hai là nhiều công xưởng di dời qua quốc gia khác vì tránh cái, cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó sẽ làm cho công nhân Trung Quốc bị mất việc làm. Thì các bạn thấy trên toàn bộ cái bài báo này. Thì các bạn thấy nếu Hoa Kỳ mất có 10 năm, chưa tới 10 năm nền kinh tế bắt đầu trỗi dậy và khỏe mạnh trở lại, việc làm xuống thấp nhất trong vòng 46 năm qua. Thì bây giờ đặt ngược lại tình trạng nếu Trung Quốc rơi vào cơn khủng hoảng tương tự như Hoa Kỳ thì các bạn nghĩ Trung Quốc sẽ mất bao lâu để mà phục hồi nền kinh tế của họ và phục hồi việc làm mà người dân bị mất. Tôi và các bạn thấy là phải thêm một con số không ở phía sau. Hoa Kỳ mất 10 năm thì Trung Quốc mất 100 năm. Giống như tôi đã từng phân tích với các bạn. Lý do tại vì cái môi trường. Cái môi trường tại Trung Quốc đã không có niềm tin với nhau người dân đã không tin nhau. Rồi người dân cũng không tin chính phủ. Cho nên những cái gì đang phát triển bây giờ ai cũng kiếm được tiền thì tạm thời tin nhau. Nhưng đến khi mà nền kinh tế rơi vào cơn suy thoái thì nó sẽ bộc lộ cái nét này ra. Các bạn nhìn thấy rất là rõ nét. Họ không tin nhau nữa. Mạnh ai nấy thủ. Mạnh ai nấy thủ tiền trong túi. Và không tin ai nữa kể cả chính phủ. Và chính vì vậy khó mà tụ lại để mà nền kinh tế nó phát triển được lắm các bạn tại lúc đó ai cũng phải tự lo cho bản thân của mình thì cái niềm tin nó bị vỡ từ đây mà không có cái này thì khó mà cái xã hội nó phát triển một cách đều đặn được nó khó phát triển một cách đều đặn được cái môi trường không ai tin ai hết thì khi có chuyện là mạnh ai nấy chạy chính vì cái yếu tố này cộng thêm một số những cái yếu tố khác mà hôm trước tôi có phân tích trong cái nền kinh tế của Trung Quốc cho các bạn thấy là cái uh, vấn đề xã hội, cái khoảng cách giàu nghèo, cái văn hóa khác biệt và cái chủng tộc khác biệt nó được đè lại bởi cái đảng cai trị chứ nó không được giải quyết một cách gọi là một cách rốt ráo để mà có thể chung sống hòa bình do đó nền kinh tế của Trung Quốc mà rơi vào cơn khủng hoảng giống như Hoa Kỳ thì họ sẽ mất cả trăm năm. Và bây giờ chính họ cũng xác nhận là bắt đầu họ đương, đương đầu với sự suy thoái kinh tế. Họ đương đầu với sự suy thoái kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu. Và đây chỉ là dấu hiệu khởi đầu. Giống như tôi đã nói với các bạn, không cẩn thận nó sẽ rơi vào đại khủng hoảng. Và chắc chắn là Trung Quốc phải rơi vào cơn khủng hoảng. Tại vì không một quốc gia nào phát triển kinh tế mà không rơi vào khủng hoảng cả. Ngay cả Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới nè nhưng mà cứ độ 10, 20 năm thì cái bánh xe kinh tế nó lại rơi vào cân khủng hoảng một lần cứ 20 năm họ rơi vào một lần và cái này nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại do đó Hoa Kỳ có cái kinh nghiệm đối phó khủng hoảng kinh tế còn Trung Quốc thì chưa Trung Quốc xuất thân nghèo khó nhưng mà chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế và khi rơi vào khủng hoảng kinh tế họ làm sao ứng phó người dân làm sao ứng phó đây là một trong những cái mà tôi chia sẻ cho các bạn thấy là những bạn nào mà ở bên Việt Nam đó mà cứ tự tin với nền kinh tế của Trung Quốc căn cứ vào những con số đó để nói rằng rồi đây họ Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ đó là các bạn làm chết và các bạn đã bị bánh vẽ cũng như các bạn đã à, thiếu thông tin khi các bạn đưa ra cái bài nhận định hay một cái quyết định nào đó mà Phán xét một vấn đề nào đó, các bạn phải dựa trên tất cả những cái yếu tố. Mà những cái yếu tố đó, nó mang, nó biểu tượng cho mỗi một khu vực. Rồi cộng hết cả quá khứ lẫn tương lai lại. Và hiện tại lại, các bạn mới đưa ra được cái dự đoán này. Còn nếu mà các bạn chỉ khơi khơi căng vào con số, thì các bạn làm chết. Ví dụ như hôm trước có bạn nào, là nói là, ôi, kinh tế của Mỹ bây giờ chỉ có 3-4 chấm, trong khi kinh tế của Trung Quốc người ta 6 chấm mấy, gần 7 chấm. GDP tổng sản lượng nội địa đó. Thì các bạn thấy nên tổng sản lượng nội địa của Trung Quốc lên tới 6 chấm mấy 7 chấm mà tại sao Trung Quốc vẫn nằm dưới Hoa Kỳ là Hoa Kỳ chỉ có 3 chấm mấy 4 chấm mà tại sao kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng số 1 trên thế giới cho Trên những con số nó chỉ là biểu tượng cho một một phần nào đó toàn diện của nền kinh tế thôi. Mà còn phải coi vào thực tế, coi vào các ngành thăng mức tăng trưởng của nó và mức à, mức mà rủi ro của nó thì mới cân đo được tất cả mọi thứ. Nền kinh tế của Trung Quốc với cái bài trên sau cho năm Morning Post ngày hôm nay cho các bạn thấy 2035 cũng chưa hẳn là điểm dừng của Hoa Kỳ. Mặc dù phía Bắc Kinh thì cho rằng là ok, anh vẫn là đại ca. Anh Mỹ vẫn là đại ca kinh tế trong năm 2000 từ đây cho tới 2035. Nhưng mà liệu sau năm 2035 Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ vị thế đại ca hay không các bạn? Tôi cho rằng vẫn giữ chức vụ này và vẫn giữ cái vị thế đại ca này ở trong cả trăm năm lại. Tại vì cái môi trường của Hoa Kỳ nó càng lúc, nó càng sạch sẽ và nó càng thăng tiến hơn so với cái môi trường ở Trung Quốc càng lúc càng bị vỡ niềm tin hơn. Và Trung Quốc vĩnh viễn sẽ không theo kịp Hoa Kỳ, sẽ không theo kịp Hoa Kỳ về kinh tế. Chứ tôi chưa nói vấn đề khác nha, về kinh tế thôi, vĩnh viễn không theo kịp Hoa Kỳ trừ phi họ thay đổi cái môi trường tương tự như Hoa Kỳ. Thì hy vọng họ có thể theo kịp Hoa Kỳ trong độ 100 năm tới. Còn nếu không, vĩnh viễn họ sẽ không theo kịp Hoa Kỳ. Ok các bạn, đó là cái bài nói chuyện ngày hôm nay cái đề tài đầu tiên và một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai và để đối phó với cơn suy thoái kinh tế Trung Quốc sẽ đưa ra những biện pháp gì mà các bạn nghĩ rằng nó hữu hiệu. Đó là cái đề tài thứ hai. Một lát nữa Phong trở lại trong vòng 3 phút. Xin các bạn tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại ngay.